Phòng Kinh tế phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh đặc sản Đà Lạt tại đường Nguyên Tử Lực và đường Trần Quốc Toản có dấu hiệu kinh doanh hàng đặc sản không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra tại cơ sở đặc sản Đà Lạt Sky, phường 8 và trung tâm mua sắm đặc sản Đà Lạt Hương Đà, phường 1 cho thấy hai cơ sở trên đã bày bán một số mặt hàng đặc sản các loại như mứt mơ, amacong, đậu xanh hột, chuối hột rừng, khoai lang dẻo, nấm linh chi, mứt các loại, nhưng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng lập biên bản niêm phong tạm giữ nhiều mặt hàng đặc sản các loại có tổng trị giá trên 50 triệu đồng để tiến hành xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đó, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ nhãn hiệu đặc sản Đà Lạt, tránh việc trà trộn nhãn mác hàng hóa không rõ nguồn gốc, gây mất uy tín cho thương hiệu đặc sản Đà Lạt, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.